Hi, tôi đã gọi vốn thành công 5 tỷ đồng nhờ 3 bí quyết của thầy Đỗ Minh Nhật. Tôi là Nguyễn Đồng Hải, hiện là CEO founder của công ty cổ phần Delavu Holding. Công ty cổ phần Delavu Holding thì là công ty hoạt động trong cái lĩnh vực đào tạo nghề spa thẩm mỹ, phát triển bản thân tại miền Trung, đồng thời là cũng phát triển và sở hữu vận hành một cái chuỗi khoảng 12 chi nhánh trên toàn quốc về ngành spa thẩm mỹ. Và tiền thân cách đây được 2 năm mới bắt đầu startup được 2 năm là 2022 và 2023. Thì thông qua quá trình khởi nghiệp startup thì tôi biết được rằng là rất nhiều bạn trẻ là có nhiều ý tưởng kinh doanh hay, nhưng có một khát vọng lớn, một khát vọng dấn thân nhưng không biết bắt đầu gọi vốn ở đâu để có thể phát triển cái công ty của mình được, rồi không biết bắt đầu từ đâu để xây dựng được những cái hồ sơ gọi vốn và rất nhiều thứ khác cũng giống như tôi cách đây 2 năm về trước. Thì khi mà mình tham gia cái việc kinh doanh mà không có vốn thì mình cứ loay hoay không biết làm như thế nào cả. Thì trong cái giai đoạn dịch bệnh đấy thì do là cũng rảnh việc quá, không việc học, thì tôi có tham gia cộng đồng BNI Việt Nam. Đồng thời thì tôi xem các video ở trong BNI, thì tôi tình cờ gặp được một cái video của thầy Đỗ Minh Nhật, đó là với cái tiêu đề tái khởi động kinh doanh bằng cơ chế vốn. Bạn có thể tìm trong kênh của tôi cũng có một video này, tôi re-up lại để cho các bạn xem, hoặc là bạn search trên YouTube thì nó sẽ ra cái từ khóa này. Thì tái khởi động kinh doanh bằng cơ chế vốn là một cái video chia sẻ rất hay, sẽ chia sẻ và giúp định hướng cho tôi hiểu được rằng các cái tập đoàn lớn ở ngoài kia họ phát triển kinh doanh như thế này, giống như cách của tập đoàn VinFast đang làm, giống cách tập đoàn của VinGroup đang làm, hay giống cách của Thế Giới Di Động đang làm, hay là giống cái cách của Google, của Facebook, của Yamaha, của Amazon, của Alibaba. Rất nhiều cái tập đoàn lớn họ đều gọi vốn và đều phát triển kinh doanh bằng cơ chế vốn. Thế thì đây là những khái niệm rất mới mẻ với Việt Nam mình. Tuy nhiên thì bản thân may mắn là bản thân cũng là người rất ham học và ham phát triển bản thân, nên tôi đã bỏ ra một số tiền tương đối lớn để tham gia khóa học này. Nó khoảng tiền 100 triệu để tôi tham gia trong vòng mấy ngày, 3-4 ngày như vậy. Khi học xong được cái chương trình này thì tôi mới làm cái hồ sơ của mình và bắt đầu gọi vốn. Thì tôi cũng gọi thành công được 2-3 vòng vốn cho cái công ty cổ phần Delavu Holding. Vòng 1 được định giá là 2 triệu đô la, vòng 2 được định giá là 3 triệu đô la. Và sau này thì tôi gọi vốn thành công cho cái học viện sức khỏe và sắc đẹp của Delavu xây dựng ở Vinh thì cũng đều đạt thành công. Thì những cái key mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong video này, đầu tiên đó là từ khóa ở đây là thầy Đỗ Minh Nhật. Bạn có thể xem tìm kiếm xem thêm thầy Đỗ Minh Nhật là ai, là thứ nhất. Cái key thứ hai ở đây đó là khởi động kinh doanh bằng cơ chế vốn. Thì cái từ khóa ở đây tôi muốn nhấn mạnh với bạn đó là cơ chế vốn. Thì mọi người sẽ hiểu là kinh doanh thì sẽ có cơ chế thị trường và cơ chế vốn. Thì cơ chế thị trường là chúng ta chờ cái hoạt động kinh doanh của mình tạo ra lợi nhuận, sau đó lấy lợi nhuận đấy để đi xây dựng, đi mở rộng kinh doanh. Nhưng với cơ chế vốn thì ngay từ lúc bắt đầu ý tưởng kinh doanh, chúng ta đã đi pitching, đi gọi vốn, xây dựng những cái hồ sơ để mình đi gọi vốn, thì chúng ta gọi là bằng cơ chế vốn. Thì đấy là hai cơ chế phát triển song song. Cái từ khóa thứ ba ở đây đó là 9 tiêu chí sexy cho mô hình kinh doanh. Khi mình hiểu về các cái tiêu chí sexy thì mình thiết kế doanh nghiệp của mình, thiết kế cái mô hình kinh doanh của mình theo đúng cái tiêu chí mà các quỹ đầu tư quan tâm hoặc các nhà đầu tư quan tâm, thì mình đáp ứng được càng nhiều tiêu chí thì mình sẽ càng thuận lợi hơn trong quá trình gọi vốn. Rồi là cái tiếp theo nữa là 12 bước xây dựng hồ sơ gọi vốn. Thì đấy là thông qua chương trình học đấy thì tôi cũng có nhiều cái kiến thức về những cái bước để xây dựng được cái hồ sơ gọi vốn sao cho nói cho đúng cái điều mà chủ đầu tư hoặc cái điều mà các quỹ đầu tư hay là các nhà đầu tư cá nhân quan tâm, chứ không tập trung nói vào cái mình muốn nữa. Thì đấy là những cái hành trình mà tôi đã đi học thầy Đỗ Minh Nhật và tôi biết được. Thì cùng follow cái kênh này hoặc lưu những video này về và tôi sẽ liên tục chia sẻ cho các bạn nhiều cái ý tưởng hơn nữa trong việc gọi vốn để giúp các bạn có thể hoàn thiện được cái video gọi vốn hoặc hoàn thiện một hồ sơ gọi vốn. Hãy nhớ follow kênh thật chặt nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.